Anh làm gì? Mama này có ý nghĩa gì không ạ? Nó có rất nhiều ý nghĩa, em muốn nghe ý nghĩa thứ mấy? Ý nghĩa quan trọng nhất. Ý nghĩa quan trọng nhất là chúc em có nhiều sức khỏe và những thành công trong cuộc đời. Em nhận mama này cho nên nói nhiều mà. Chỉ là anh nâng cấp lên đó. Chúng ta thử phát đi đến những giây phút mà tuyệt vời sau cùng.